Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với SNews và hãy cùng với mình xem trong ngày hôm nay có những tin tức nào nổi bật và hấp dẫn. Nhiều tháng kể từ lùm xùm liên quan đến sự việc đạo nhái Lý Tử Thất, mới đây cô nàng Tâm An, chủ kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi đã chính thức lên tiếng. Khoảng 3 tháng trước, cả mạng xã hội bỗng xôn xao khi nghe được thông tin nữ YouTuber nổi tiếng Bếp Trên Đỉnh Đồi là cô nàng Tâm An bị cư dân mạng Trung Quốc tung nhiều bằng chứng tố đạo nhái tiên nữ đồng quê Lý Tử Thất. Khi đó, một số hình ảnh được cho là có góc quay tương đồng đã được đưa ra khiến cho Tâm An, chủ nhân của kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi, rơi vào lùm xùm. Thời điểm đó thì Tâm An đã chọn cách im lặng, khóa Facebook và các kênh thông tin khác để tránh rắc rối. Và cho đến ngày hôm nay, rất nhiều ngày sau sự việc đó, Tâm An mới chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để nói về cảm giác khi có quá nhiều người nhắn tin cùng một lúc. Động viên thì có, nhưng những lời chửi bới cũng không phải là ít. Cô nàng đã rất sốc nhưng đã sớm lại bình tĩnh bởi hiểu rằng phải tin vào chính mình thì mới vượt qua được mọi giông bão. Tâm An chia sẻ, cách đây vài tháng tôi từng là một nạn nhân của sự tấn công trên mạng xã hội. Buổi sáng mở mắt thức dậy, tôi thấy hình ảnh mình ở rất nhiều các mặt báo và các fanpage. Hàng trăm ngàn comment với đủ ngôn từ đánh giá, phán xét, chửi bới nhân phẩm và vẻ bề ngoài của tôi. Kinh khủng hơn là các trang khác đăng bài với những tiêu đề kích thích sự tấn công. Chưa bao giờ bản thân tôi phải gặp trường hợp như vậy, lướt đâu cũng thấy tên mình. Mở Facebook là trăm tin nhắn chửi bới, dạy dỗ mình, dọa dẫm mình. Tôi tạm khóa Facebook cá nhân trong một ngày vì tôi không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tiêu cực ấy. Tôi biết rằng thứ tôi cần vượt qua lúc đó không phải là hàng ngàn người đang tấn công tôi, mà thứ duy nhất tôi cần vượt qua là chiến thắng được chính mình. Tôi ngồi yên để nhìn lại cả chặng đường tôi làm, cả chặng đường tôi đi, mọi thứ trong chặng đường ấy hiện ra trong tôi thật tươi đẹp. Tôi đã từng hạnh phúc như thế nào, những người xung quanh tôi đã từng hạnh phúc ra sao, tôi đã làm được gì cho mọi người, những điều tôi làm có phạm pháp phạm luật hay không. Khi mọi người có đang tấn công tôi dồn dập thì tôi lại nhận được xin phép tác quyền video của một công ty truyền thông cho người Việt bên Mỹ. Họ chiếu video của tôi trên kênh cho người Việt xa xứ vì họ rất thích và tin vào sản phẩm của tôi. Số tiền họ chi trả, tôi lại dành tất cả để mỗi tháng tôi trợ cấp thêm cho tụi nhỏ của tôi trên Tây Bắc. Và nhiều điều ý nghĩa khác nữa tôi sẽ giữ cho riêng mình. Đọc xong chia sẻ của tôi chắc mọi người hiểu, mỗi ngày trong xã hội có rất nhiều người bị tấn công như tôi, nếu không đủ mạnh mẽ và niềm tin, họ sẽ thành một nạn nhân thật sự. Hãy cẩn trọng bất kỳ lời nói nào của mình với người khác, nó có thể thành một con dao vô hình giết chết họ. Đó là điều cuối cùng tôi muốn nói ở bài viết này. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Ngoài ra để có thể cập nhật những thông tin nhanh nhất của trong ngày, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cho SNews.